Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Em Sơn Hùng Ô Tô, chuyên mua bán ô tô cũ trên toàn quốc. Ngày hôm nay thì em lại quay lên và giới thiệu cho các bác một chiếc xe, đó là chiếc xe Mazda 323. Với cái dòng Mazda 323 đời đầu thế này, thì chiếc xe này là được sản xuất năm 1998 và số sàn máy 1.6 các bác nhé. Đây là một chiếc xe mà được gọi là nguyên vẹn nhất từ trước đến giờ khi em được biết chiếc xe này. Chiếc xe này thì bên em là cũng không phải là mua về đâu, mà chiếc xe này là được một bác ở gần nhà, bác ấy gửi bán hộ. Thưa các bác nhé, thì bên em là cũng luôn luôn là nhận những xe ký gửi và bán giúp. Các bác nào đang có nhu cầu mua bán xe, tức là muốn bán xe đấy, thì cứ mang đến chỗ em và bán, bên em sẽ bán giúp các bác nhé. Một chiếc Mazda này thì bác ấy bảo là chiếc Mazda này của chủ tịch đấy, của chủ tịch đi, thì mới ra tên thôi, mới bán ra thanh lý và ra tên, thì chiếc xe được gọi là zin, đúng ra là zin thật, không mất một phân keo chỉ, là cực là ngon đẹp và xe chạy cũng khá là ok, ổn định. Nhưng mà giá các bác ấy mong muốn là chiếc xe này, giá mong muốn của bác là 98 triệu đồng các bác nhé. Nếu thì các bác nào đang có nhu cầu mua chiếc xe này thì hãy liên hệ với em, hoặc là em cho số trực tiếp của chủ xe để làm việc. Vâng, thưa các bác, một Mazda 323 đời 1998 và bác ấy nhận, bác ấy đang giao, bác ấy đang bảo là 98 triệu đồng các bác nhé. Em cũng là người quay hộ thôi, thì em sẽ bán giúp các bác ấy. Nếu các bác nào đang có nhu cầu mua thì hãy liên hệ với em nhé. Số điện thoại của em là 0789323799 nhé. Mazda 323 đời 1998. Xe thì cũng đã gọi là zin, công nhận là zin đẹp. Đây ạ, một chiếc xe Mazda 323 đời 98. Zin đẹp luôn. Nói chung là keo chỉ không mất phần nào, không có mục mọt và xe rất đẹp. Nội thất là rất đẹp và được trang bị màn hình Android to tướng này. Rất là đẹp luôn. Trần lì vẫn là trần lì nguyên và mới luôn các bác nhé. Thì các bác có thể là xem qua video thì các bác định hộ em chiếc xe này xem chất lượng như thế nào. Xe thì em được chạy rồi, cũng khá là chất lượng, máy móc thì êm du, khỏe khoắn và xe thì bao zin nguyên. Đó nhé, zin nguyên luôn, nội thất tất cả keo chỉ như của zin nguyên. Một chiếc xe Mazda 323 1998 các bác nhé. Đấy, xe tư nhân. Và chiếc xe này được giao bán với giá là 98 triệu đồng. Vâng, thưa các bác, 98 triệu đồng thì các bác có nhu cầu mua chiếc xe này và chạy gia đình, chưa đến 100 triệu thì cũng khá là ok. Để nói và thay chạy thay chiếc xe máy, nó sẽ hơn cái SH nhé. SH thì 120 mấy triệu, 150 triệu, thì cũng không thể bằng chiếc xe này được. Đấy, thì các bác có nhu cầu mua chiếc xe đẹp như thế này thì hãy liên hệ với em nhé. Tất cả là còn nguyên zin hết này, không mất một phân keo chì là luôn. Và xe cũng không có mục mọt một chút nào ạ. Rất đẹp luôn, rộng rãi sạch sẽ. Một chiếc Mazda 323 1998 các bác nhé. Khá là chất lượng. Chiếc xe này bên em đang được ký gửi bán hộ, thì bác chủ bác có thu là 98 triệu đồng. Đấy, các bác nào đang có nhu cầu mua thì hãy liên hệ với em, hoặc là em sẽ cho số các bác làm trực tiếp với chủ. Vâng nhé, thì bên em đang có chương trình mà mua bán ký gửi. Các bác nào đang có nhu cầu bán xe thì alo bên em. Giờ đăng kiểm đến tháng 6/2021 rất dài. Vâng nhé, rất dài luôn. Một chiếc Mazda 323 1998 cũng gọi là xuất sắc. Em sẽ cho các bác xem về máy này. Vâng, khoang máy của chiếc Mazda 323 đây được gọi là nguyên vẹn đây các bác nhé. Có thể nhìn này, từ mắt đèn này, từ mắt đèn chưa gãy một cái tai, là từ ốc còn vàng óng này các bác này. Đấy, ốc đèn vàng óng này, ràng thì không có bị va chạm đâm đụng gì nhé, còn nguyên zin hết. Đấy, ràng không đâm đụng va chạm, nguyên zin. Xe chạy thì cũng khá là chất lượng và ok. Hai cái bên tai đèn này không bị va chạm đâm đụng gì. Nói chung một chiếc xe còn ngon zin các bác nhé, còn ngon và zin. Máy móc thì quá ok luôn. Đấy, máy thì chất lượng và chạy cực khỏe. Máy 1.6 nhé. Đây, hai bên đây các bác nhìn này. Đấy, xe đẹp, không đâm đụng, không lỗi lầm. Kể cả keo chỉ đây thì cũng gần như là còn nguyên hết. Nắp capo các bác còn zin nguyên, không bị va chạm đâm đụng vào đâu. Đấy, không va chạm, không đâm đụng luôn. Vâng, thưa các bác nhé, thì các bác nào đang có nhu cầu mua chiếc xe Mazda này thì hãy alo cho em nhé. Số điện thoại em là 0789 23799. Vâng, em xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các chương trình lần sau.